Tôi xin quan tâm tôi. Tôi xin quan tâm để hồn ngăn quá. Thế là tôi xin quan tâm cho. Dạ dạ ơi. Dạ anh cho xin quan tâm đi đâu này. Lễ ngăn mụn hứng, mụn cái gì? Đi làm mụn quá. Hello. Tự giác nói đi để mẹ nhắc chứ. Thôi làm đi con, đừng bên nhau á. Đâu á. Thôi làm đi. Bây giờ thả lỏng cũng bắt đầu. Bây giờ có nhau á nó cũng đau mà bình thường nó cũng đau rồi nè, bình thường nó khỏe. Cô bữa nay xin những khó dữ à.
Cầm hồi nãy nó có lỗ mũi giống nhiều lắm đó. Ấm ấm mũi nhiều. Nhớ là từ trước chắc ổng đi em làm á. Ổng đi giờ trưa á. Đánh gồn cũng là dân đầy giờ với đánh gồn á. Mấy bà giáo viên trường thương mại chị giàu không á, mấy bà giàu không á, mấy chục triệu trăm triệu chứ vẫn à. Mấy cái cây nó tiền á. Giáo viên mấy bà trường chị đi ô tô ấy, mấy bà giàu á, mấy bà kinh doanh. Lấy cho chị hủ kem nha ha. Trăm ha. Chị với chị cách dùng. Nãy nhìn cũng nhiều mà bây giờ đó cũng quay được hơi kém á. Cái nó có màu. Màu nó không đẹp. Vậy này mù mù ra chứ không có xỉu. Nằm im nha, không khỏe hơn nè. Chắc không á. Chắc không nó ngồi. Nhìn nó lòn xung xung á, nó cũng phải đứng mấy này. Cháo này nó cũng kéo mấy nè. Trả của ta cũng mấy nè. 290 qua rồi. Hôm nay đang cái miếng hiện này. Hiện mấy mà.